Từ thời cổ đại thì vàng đã đóng một vai trò đặc biệt trong xã hội của loài người. Con người sử dụng vàng trong nhiều thế kỷ như một biểu tượng của sự giàu có. Vàng là một trong những kim loại được sử dụng rộng rãi nhất nhờ vai trò quan trọng đối với giới đầu tư và tiêu dùng trên khắp thế giới. Dù là vàng không được sử dụng như một đồng tiền tại nước phát triển, nó vẫn có tác động mạnh tới giá trị của nhiều đồng tiền khác. Nào, cùng mình đến với 8 sự thật về vàng gây bất ngờ nhất. 8. Vàng ăn được hay không? Trên thế giới có rất nhiều nhà hàng đã đưa thực đơn với các món ăn dát vàng có giá trị cực kỳ đắt đỏ. Điều này khiến không ít người thắc mắc, vàng có ăn được hay không hay chỉ để trang trí mà thôi? Nếu mà ăn được thì nó có tác dụng gì, mùi vị ra sao? Vàng được coi như chất tạo màu danh sách phụ gia thực phẩm được sử dụng tại EU. Vậy câu trả lời cho câu hỏi vàng có ăn được hay không? Đó chính là có. Vàng là một kim loại quý bởi nó bền và gần như không bị biến chất bởi hóa chất khác. Vì vậy, sau khi vàng đi vào cơ thể, nó sẽ không thể nào bị tiêu hóa và cứ thế sẽ được bài tiết ra ngoài. Giá trị dinh dưỡng của vàng thì gần như bằng không, ăn vàng thì cũng chẳng vị gì hết. Tuy nhiên, điều này không nghĩa là bạn thể yên tâm thưởng thức các món ăn dát vàng đắt đỏ kia. Bởi vàng có khả năng kết hợp với các protein có trong hệ miễn dịch cơ thể, nhưng mà lại dẫn tới hai hiệu ứng là giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời thay đổi cấu trúc protein. Khi đó nhóm protein bị thay đổi cấu trúc rất có thể sẽ bị hệ miễn dịch coi là tác nhân ngoại xâm và phản ứng lại bằng biểu hiện dị ứng, mẩn hay ngứa. Ngoài ra, nếu bạn ăn phải vàng không nguyên chất với một liều lượng lớn thì có thể gây ra chết người bởi một số muối của vàng là chất cực độc. Bảy, động đất biến nước thành vàng. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ trường đại học Queensland phát hiện thấy rằng vàng được hình thành cách đây hàng tỷ năm trong các mạch thạch anh thường tồn tại dọc đoạn đứt gãy địa chất. Một trận động đất có thể làm đảo lộn đất đá trong đoạn đứt gãy địa chất. Những thay đổi áp lực do động đất tạo ra có thể làm nước bốc hơi và hình thành các dòng suối ngầm giàu khoáng chất. Trong khi đó, các nhà địa chất học từ lâu đã biết được rằng vàng được hình thành từ hệ thống nước ngầm giàu khoáng chất này. Nhà địa vật lý học Diane Wetherley, người đứng đầu nghiên cứu cho biết, có thể là xác định được mối quan hệ giữa vàng và các mạch thạch anh được phát hiện trong nhiều mỏ vàng trên thế giới sau khi sử dụng một mô hình trên máy tính. Tiến sĩ Richard Henley, thành viên nhóm nghiên cứu đã giải thích: trong một trận động đất, đoạn đứt gãy địa chất bất ngờ mở rộng hơn nữa. Điều này giống như việc mở vung của nồi áp suất. Nước dưới các đoạn đứt gãy sẽ bốc hơi, khiến hợp chất silic hình thành thạch anh và sau đó dần chuyển thành vàng ở ngay gần trên bề mặt. Tiến sĩ Wetherley cũng cho biết số lượng vàng hình thành sau trận động đất rất là nhỏ. Tuy nhiên, khu vực mà hay xảy ra động đất như vùng Upland Fold của New Zealand có thể hình thành một mỏ vàng trong vòng 100.000 năm. 6. Kim loại quý. Vàng rất là hiếm. Đãi 10 tấn đất, sỏi mới kiếm ra được một lượng vàng. Ước tính là trên thế giới chỉ có khoảng 190.000 tấn vàng. Vàng không hề gì xét, không bị thời gian hủy hoại sau hàng chục thế kỷ. Vàng nguyên chất không kỹ ứng sinh học, nghĩa là nó an toàn khi tiếp xúc làn da cơ thể người, cũng như không gây nguy hiểm cho sức khỏe. Bởi vậy, chúng thường dùng để mạ các sản phẩm, kiến trúc và là nguyên liệu ưa thích cho những đồ dùng quý giá thời xưa. Không những vậy, ngày nay, vàng đóng một vai trò quan trọng cho ngành điện tử do bản chất dẫn điện cực tốt mà lại không hề bị rỉ sét. Phần lớn thiết bị điện tử, bao gồm một smartphone hiện nay, đều có những thành phần được mạ vàng như là mối nối, tiếp điểm. 5. 80% lượng vàng trái đất vẫn chưa được tìm thấy. Vàng có thể được tìm thấy ở cả 7 lục địa. Tổng cộng là 166.500 tấn vàng đã được khai thác lịch sử thế giới. Nếu mà đúc chúng thành một khối lập phương, sẽ có cạnh dài 20,5m. Nếu nối chảy số vàng trên, nó sẽ lấp đầy một bể bơi tiêu chuẩn Olympic. 166.500 tấn vàng cho nay được chia thành 4 phần chính theo ứng dụng. Trong đó thì phổ biến nhất vàng được dùng làm đồ trang sức, chiếm 50,5%. Tiếp đến dùng làm đầu tư tư nhân, 18,7%. Rồi dùng làm dự trữ cho chính phủ thế giới, 17,4%. Và cuối cùng là vàng sử dụng công nghiệp, 13,4%. 75% lượng vàng con người đang sở hữu được khai thác từ năm 1910 trở lại đây. Trong suốt nhiều thiên niên kỷ trước đó, người ta chỉ tìm ra 25% tổng số vàng hiện có. Các nhà khảo cổ học cho rằng nhân loại bắt đầu phát hiện sử dụng vàng từ năm 5000 trước công nguyên. Các nhà khoa học cho biết ước tính 80% lượng vàng trái đất vẫn chưa hề được tìm thấy. Nhiều ý kiến cho rằng vàng khả năng nằm rất là sâu dưới mặt đất nên con người không thể khai thác chúng trong tương lai gần. Đồng tiền vàng đầu tiên được những người sống ở Lydia, một phần Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng vào khoảng 560 năm trước công nguyên. Truyền thuyết kể rằng vàng đến từ sông Patolos,
nơi vua Midas đã mất đi khả năng biến đô vật thành vàng. Bốn, Trung Quốc tiêu thụ nhiều nhất, Nam Phi trữ lượng lớn nhất. Với 1 gram vàng, người ta đã dát mỏng thành một sợi dây dài 165 m với đường kính bằng một sợi tóc người. Do vàng là chất dẫn điện hoàn hảo nên nó được dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Nhiều mẩu chuyện lưu truyền dân gian rằng bậc đế vương Trung Quốc còn dùng vàng dát mỏng làm chỉ thêu chọn tấm thảm sang trọng hoặc may áo cho hoàng cung. Thể thao cũng sử dụng vàng. Trong quá khứ, người ta đã sử dụng vàng thật để chế tác huy chương vàng tặng cho vận động viên vô địch. Kể từ năm 1912, Ủy ban Olympic đã ngừng dùng vàng 24K làm huy chương. Huy chương vàng ngày nay chỉ có khoảng 6 gram vàng. Vàng ngày nay còn được sử dụng trong kính và mũ trùm đầu các phi hành gia. Vàng đóng một vai trò hữu ích trong việc phản xạ tia hồng ngoại từ ánh nắng mặt trời, giúp mũ phi hành gia không bị tăng nhiệt. Khoảng 13% vàng được dùng làm tiền xu, được ngân hàng trung ương quốc gia hoặc được thu mua từ nhà đầu tư. Số còn lại được sử dụng mục đích khác như là ứng dụng cho công nghiệp và nhà khoa. Thống kê trữ lượng vàng chính phủ và tổ chức tiền tệ trên toàn thế giới vào năm 2012 cho thấy Mỹ là nước giữ nhiều nhất. Kế đó là tổ chức tiền tệ IMF, sau đó đến Đức, Ý và Pháp. Cho đến tháng 5 năm 2016, thứ tự này vẫn không thay đổi. Theo trang Business Insider, năm 2016, Trung Quốc mua nhiều trang sức vàng nhất thế giới. Còn theo một báo cáo, các quốc gia Nam Á nhập khẩu khoảng 800 tấn vàng mỗi năm và sử dụng khoảng 600 tấn để làm đồ trang sức. Nam Phi thì là quốc gia trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Trong 130 năm qua, trung bình 40% lượng vàng trên thế giới đã được khai thác ở quốc gia này. Ba, quặng vàng lớn nhất. Quặng vàng lớn nhất thế giới đã từng được tìm thấy là Wellcome Changer, được tìm thấy ở Victoria, Úc vào năm 1869, nặng 71 kg, trong đó thì có 65 kg là vàng nguyên chất. Khối quặng lớn nhất là tồn tại có tên là Hand of Fred, được tìm thấy năm 1980 ở Úc, nặng 27 kg, hiện đang được trưng bày ở Golden Nugget Casino tại Las Vegas. 2. Áp dụng trong y học. Vàng thì đã được các nhà sĩ sử dụng từ ít nhất hàng trăm năm trước. Trong cuốn sách cổ về nhà khoa lần đầu được xuất bản vào năm 1530, có miêu tả việc các nhà sĩ đổ vàng láo các lỗ răng sâu của bệnh nhân. Trong y học hiện đại, vàng thì cũng từng có tác dụng chữa bệnh. Ví dụ, chúng được dùng để trị viêm khớp arthritis. Muối vàng Golsan được dùng để giảm sưng, chữa tổn thương về xương, giảm đau khớp, cứng khớp. Tuy nhiên, do việc đưa vào cơ thể quá nguy hiểm, có thể dẫn tử vong, nên hầu hết ngày nay bác sĩ đã không dùng vàng để chữa trị nữa. 3. Vị trí đầu tiên thì đó chính là câu chuyện ra ngoài không gian của vàng. Trên vũ trụ, phần lớn trạm không gian và vệ tinh được phủ một lớp màng polyester kết hợp với vàng để phản xạ bức xạ ở ngoài, đồng thời giúp ổn định nhiệt độ lõi. Nếu mà không có vàng, các phần màu tối tại vũ trụ hay là vệ tinh sẽ hấp thụ lượng nhiệt đáng kể và nguy cơ cháy nổ rất là cao. Cơ quan không vũ trụ Mỹ NASA cũng bảo vệ du hành gia bằng vàng. Họ cho mạ một lớp vàng mỏng lên kính chắn đầu của các phi hành gia nhằm phản xạ tia tử ngoại có hại từ mặt trời. 4. Bạn thì có đang sở hữu vàng hay không? Và những sự thật trên thì có làm nổ tung trí não của anh em hay không? Hãy cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Còn về video này thì đừng quên like và share nếu bạn thích và subscribe Taka ngay lập tức.